rồi, trời nắng quá, gớm nắng vỡ cả đầu. Ô, mà con cái nhà này đi đâu suốt từ sáng đến giờ tít mít tịt mịt chả thấy về nhỉ? Rồi ôi, lợn gà cám bã chả về mà lo cho tôi, để nhà cửa bừa bộn thế này thì chết. Tì 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 sốc lại. Mì đâu ghi chim cờ mò đè. Tì tì nè bao, người ta là mẹ ê là xe đô là mẹ đô. Tì tì tiệt. Không biết có về nhà em yêu nữa không nhỉ? Lần trước tối mình đưa về qua cái rãnh mà không biết được. Đúng rồi. Đúng rồi. Này, này, ai thập thò gì ở ngoài cổng đấy hả? Con đây u, à chết mẹ, mẹ ơi con đây mẹ, con hỏi tí. Hỏi han gì? Hỏi han gì anh vào trong nhà cho nó đàng hoàng. Chứ ai lại đứng nhòm ngó ở cổng thế? Dạ vâng con vào đây ạ. Con chào mẹ, bông chua mẹ, mà đi. Úi dồi, mẹ. Rồi, từ thôi. Anh chào gì mà cứ như là búa máy thế thì tôi trả lời anh làm sao được. À, mà anh nói cái tiếng gì nghe lạ thế? Bông mông với lại ninh ninh. Dạ, dạ. Con vốn là người lịch sự mẹ, lại vốn là người học, cho nên con phải chào mẹ bằng ba lần, bằng ba thứ tiếng Việt Pháp Anh. Mẹ có cần con chào tiếng Lào đó không ạ? À? Xin xin hẳn vay vay hẳn cô kia ông phản lao ra biển. Thôi, được rồi. Này, thế nhưng mà anh là ai? Anh là ai mới được chứ? Sao lại cứ mẹ mẹ con với tôi chứ nhỉ? Dạ thưa mẹ, con là Nguyễn Hồng Lê Hoàng Trần Bùi Xuân Hít. Úi dồi ôi, tên là Hít nhỉ? Này, Hít. Mẹ đừng nhìn cái kiểu mặt lên với con nhé. Con đây là hít những cái khí thơm, khí thoa chứ không. Đừng nghĩ thằng hít nghe chỗ in nhé, là không được đâu nhé. Mẹ hay nhìn kiểu thế. Thế nhưng mà anh là ai mới được chứ? Dạ, con sắp là con rể của mẹ. Là người yêu của em Mộng Ti nhà ta đấy ạ. À, thế à, thế là thế, anh là người yêu của em nó đấy hả? Dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi, quý hóa quá. Dạ. Nào, anh đứng lên. Dạ, đang đứng lên. Dạ. À, tôi xem nào. Dạ. Ôi dồi ôi, này, sao hai cái chân lại thế kia nhỉ? Sao nó không đều nhau nhỉ? Dạ, thưa mẹ, con vốn là một nhà thể thao. Hôm qua chạy vượt rào trong buổi tập không may vướng chân phải rào thì chân nó hơi chấm phẩy một tí đấy. Ồ, thế nhưng mà sau nó có khỏi không? Có, tất lẽ dĩ ngẫu là phải bình thường. Xì po mà đi. Dạ, thế thì tôi yên tâm. Dạ vâng. Này, này. Sao? Nhưng mà còn cái mắt. Ui dồi, cái mắt thế kia là không được. Mắt bên to bên nhỏ không đều với nhau. Dạ, không đều, như mắt không đều như con nhìn đều. Nhìn bằng phẳng hết. Ờ, thế hả? Này, tôi chết rồi. Còn cái gì nữa? Đấy, bụng. Ôi dồi ôi, người bé mà bụng to thế kia là không được đâu. Mỉm cười nhỉ. Người ta bảo là to bụng là tướng làm quan ấy. Bé bụng chỉ có vắt than cả đời. Mẹ trai. Thế thôi được rồi, được rồi. Này, thế hôm nay anh đến có việc gì thế? Dạ. Ô, thế mẹ ơi. Ô, thế em Mộng Ti chưa nói chuyện gì với mẹ à? Chưa. Tôi chả thấy nó nói gì với tôi cả. Chết. Cái việc quan trọng thế mà không biết mở mồm ra mà nói một câu. Anh nói cái gì thế? Dạ không ạ. À. Con nói là để con thưa chuyện với mẹ ạ. Ừ, thì tôi đây rồi, anh thưa đi. Dạ thưa mẹ, con bắt đầu thưa. Mẹ ơi. Dạ, con đã phải lòng em Mộng Ti ta từ 3 năm về trước. Mẹ ơi, mẹ đã bao giờ yêu chưa nhỉ? Mẹ đã yêu thì chắc mẹ sẽ hiểu lòng con. Có bao giờ mẹ thao thức đêm đêm, ngủ không yên, mắt nhìn đêm trắng xóa? Có bao giờ mẹ thấy lòng vội vã như côn trùng than khóc kiếp tối tăm? Ô kìa, anh Hít. Dạ. Ôi dồi, sao anh lại cứ xoay tròn tròn thế kia là thế nào? Dạ, tình yêu của con nó đang quay cuồng như bão tố. Nó đang quay cuồng như sấm nổ, mưa rơi. Trái tim con tan nát tơi bời. Mong một ngày cùng em Mộng Ti nhà ta nên duyên chồng vào. Ôi dồi ôi, anh muốn thưa cái gì thì anh cứ thưa thẳng ra. Lại cứ nhìn vào cái tờ giấy. Anh đưa đây, ôi thưa cái tờ giấy đi. Dạ, em về tôi đọc chứ bây giờ lại cứ nhìn vào thế này. Ê, mẹ ơi, đấy là kịch bản tình yêu của Nam Triều Triều Tiên. Mẹ giữ mắt thì con ấy gì, con diễn. Ôi dồi ôi, tôi có cần anh diễn đâu. Tôi cần là cần cái tấm lòng chân thật của anh đối với con gái tôi cơ. Vậy thì con xin thưa thật với mẹ. Sau một lần yêu em Mộng Ti, nhà ta nồng nàn say đắm. Hôm nay con xin được con đưa nàng
con đưa nàng về rừng có con ngỡ ngỡ thôi. Này, tôi cứ nói thẳng ra, có nghĩa là anh muốn cưới con gái tôi chứ gì? Dạ vâng ạ. Thế anh định tổ chức đám cưới thế nào nào? Dạ thưa mẹ, con sẽ kết hợp truyền thống và phát triển dân tộc và hiện đại. Thế nghĩa là làm sao? Dạ thưa mẹ, về phía dàn nhạc dân tộc sẽ có một phường bắt ôm gồm kèn sáo, trống nhị, đàn cò, sẽ chơi những bài nhạc dân tộc, nhạc lễ. Được chưa? Thế còn phần hiện đại? Phần hiện đại sẽ có một dàn nhạc mang tên Năm Con Chó Con. Ôi trời, tên gì mà lạ thế? Sao lại Năm Con Chó Con là thế nào? Mẹ buồn cười nhỉ. Thì bây giờ nó có ban nhạc mùa xuân này, ban nhạc quả dưa hấu này, ban nhạc ba con mèo này, thì con phải chơi hẳn năm con chó con để phả chết ba con mèo. Được không? Thôi, tôi chả hiểu anh nghĩ thế nào cả. Bao nhiêu là cái tên đẹp, nào là ban nhạc khoa sữa này, anh em này, áo trắng này. Đấy, đẹp như thế thì không đặt, anh đi đặt là năm con chó con thì tôi chả hiểu ra làm sao cả. Nghe chả hiểu cái gì về hiện đại cả nhé. Tây nó dân giờ nó rất quý chó nhá. Mẹ có biết không, nó có bệnh viện chó, thẩm mỹ chó, mỹ viện chó, nghĩa để chó. Cho nên hiện đại bây giờ là phải lấy tên con vật sang ra tên, mẹ không hiểu cái gì cả. Thế tôi hỏi anh thế này nhá. Thế cái ban nhạc ấy nó chơi cái gì? Thế chẳng nhẽ nó lại cứ sủa gâu 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 lên cứ như là một lũ chó ấy à? Không, nó vẫn chơi bình thường thôi. Nó chơi thế nào? Nó chơi thế này, ăn chơi đi, đừng có tiếc tiền làm gì, chơi. Trời ơi. Thôi được rồi, nhưng mà đấy là cái phần ca nhạc thôi. Thế còn cái phần ăn uống này, phần ăn uống là rất quan trọng đấy nhá. Vâng. Thì anh định lo làm sao? Anh lo làm sao được mấy chục mâm bây giờ nào? Sao lại mấy chục mâm? Thế anh định thế nào? Một mâm cũng không có nhá. Đến vui bị quan biết đấy họ. Ăn gì mà ăn lắm thế? Rượu vào rồi nhời ra, ăn thì ngộ độc thức ăn rồi phá hại hạnh phúc của đôi lứa người ta. Hay. Này, thế cưới không à? Thế sao nữa? Trời ơi, thế không được. Thế còn về hình thức trang trí thì anh định như thế nào nào? Thế mẹ không biết à? Hai con chim bồ câu cắn mỏ vào nhau, hình tượng trưng cho em Mộng Ti nhà ta và con. Trên con đực có chữ H tức là hít, là con. Trên con cái có chữ T tức là em Mộng Ti nhà ta. Dưới đôi chim có một hàng chữ màu vui duyên mới không quên nhà vụ. Hai bên hai vế đối, một bên nói về con. Trai thương vợ khẩn trương công tác. Trai thương vợ là thế nào? Có nghĩa là mẹ biết không? Thế nào? Lương ngập đủ ngủ tại nhà nha, không bắt xa không chấm chích. Một đến về em là gái yêu chồng tích cực chứ đùa. Yêu chồng là thế nào? Gái yêu chồng thế nào? Là quà không ăn chăn nhà sạch, không được ngồi lê đôi mách nắm chuyện nhá. Ôi trời ơi. Cái chết. Cái gì đấy? Thế thì chết. Có nghĩa là anh bắt quan viên hai họ sao ạ? Ăn toàn những là khẩu hiệu với là ăn chim chim bồ câu giấy của nhà anh sao ạ? Này, thế thì thôi nhá, anh về nhá. Tôi không có thừa con gái để mà gả trống gả táng cho anh như thế nhá. Con tôi nó có phải là cái loại đuôi què mẹ sứt gì đâu chứ. Thế mẹ muốn gì? Mẹ phán đi. Anh bảo tôi phán phỏng. Phán nào, mời anh ngồi xuống đây. Vâng. Anh ngồi xuống đây, anh bình tĩnh, anh nghe tôi phán nhé. Mày tránh phán đi. Này, trước hết ý, là anh phải lo cho tôi được một cái lễ ăn hỏi cho nó tươm tất nhé. Vâng. Thôi nào, anh nghe đây này. Hai hàng xích lô loại sang hạng nhất ở khách sạn Mê Phở Rô Rôn. Để mút tua vàng đôi càng bóng nhoáng. Trên xe chục bà vài chục cô gái, quần trắng áo dài mắt xanh môi đỏ. To mâm nhỏ đầy ắp trầu cau, chè hút rượu tây su xê bánh cốm, hạt dưa chục ký nửa yến mứt sen. Lá vân phấn đắt tiền nước hoa một tá. Con tôi mông mã tươi rọn. Nó là gái son như thế là còn ít đấy. Con xin goodbye, con về. Ấy, này, đừng sợ, vào đây. Này, từ nhà anh đi xích lô đến nhà tôi nhà anh ở chỗ nào nhỉ? Nhà con này Phổ. Ôi trời ơi, từ nhà Phổ mà đến nhà mẹ thì đi bao nhiêu tiền xích lô tôi không mà sản nghiệp mẹ. Trời ơi, tôi đã nói hết đâu. Họ nhà gái nhà tôi là đông người lắm. Ít nhất ý, anh cũng phải chuẩn bị được 50 mâm tại khách sạn Đai U nhé. 50 mâm à? Này, anh bấm cái gì đấy, Con bấm xem có cái gì vặn ra để bán không ạ? Răng vàng thì không có rồi. Một số thứ thì
không bán được. Lấy đâu ra 50 mâm để đại u để đưa cho mẹ thế? Rồi ơi, có nghĩa là anh không có một cái gì à? Vâng ạ. Ôi rồi ơi, thế thì mời anh về. Mời anh về nhé. Vâng, con về. Anh về, tôi vào. Mẹ vào, con về. Ê, gì nữa? Này, khoan đã. Rồi ôi, thế mà anh bảo là anh yêu con Mộng Ti nhà tôi lắm, bảo nhảy vào lửa cũng nhảy đấy. Vâng, con yêu lắm mà. Nhưng mẹ ơi, các cái thứ mẹ đòi còn nóng hơn cả lửa. Lửa thì nó chỉ bỏng chân bỏng tay, chứ còn đám cưới này xong thì con bỏng cả cuộc đời. Thôi, con chào mẹ, mẹ nghỉ con lại nha. Úi giời ơi. Thế mà lúc đầu đến cứ xem xét cái mồm. Nào là yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, yêu cùng kiệt, yêu ra giết. Thế mà có mấy chục mâm thôi, có mấy chục mâm thôi mà anh định bỏ của anh chạy lấy người. Thôi, thế này thì anh về. Con gái tôi nuôi bao nhiêu năm vất vả, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài. Rồi ôi, để cho không anh đấy phỏng. Mặt hoa da phấn, cứ đen đi cổ tâm thất ý. Mũi giò mồm ăn hết cả con chồng của con, miệng thì giò ngoác chẳng mắng tai ấy. Cứ ngươi chứ chả ăn quà nhưng bỏ khoét đi. Mắt thì mắt nọ chiêu gọi ghẹo mắt kia. Úi giời ơi. Này, đừng có mà nói xấu con gái tôi nhá. Con nói thật đấy, đấy là con mới nói khiêm tốn ấy. Mình tả đơn giản ấy. Được rồi, nào để tôi xem còn có cái gì xấu của con gái tôi nữa không. Anh kể nốt ra đi tôi xem nào. Hôm mình gọi con cho đi xem ô chân lô thì hỏi cảm nghĩ thế nào thì giọng dớn lên. Đúng mình ấm cái giống da đen gì ghen phải biết đấy chứ. Thực đấy, nhìn cái quyển chí phèo của Nam Cao thì mà bảo ôi trời, cái ông Nam Cao này mê em lắm đấy, ngày nào cũng đến nhà em chơi đấy. Đấy con bà Mỹ mèo lắm đấy, đẹp lắm đấy. Ôi giời ơi, chết chửa. Vâng, thế sao anh thấy nó xấu, nó rốt như thế, thế sao anh lại đến xin tôi để cưới nó làm vợ nào? Ôi giời ơi, nghĩ là chẳng qua cái cổ nó bảo là cái duyên cái số thì nó vò lấy nhau, ông Tơ bà Nguyệt thì sẽ nhầm. Người ta bảo là yêu sao yêu nhau ý thì xấu hay đẹp mà mặt chuột kẹp thì hóa phương phi. Thì cái hôm yêu thì mấy cái lốt sẹo của nó thì mình thì cứ tưởng là hoa là bướm. Còn mấy cái nốt tím ấy thì mình thì cứ tưởng là những đồi hoa sim môi, những đồi hoa sim tím chiều hoang biển biệt. Thôi gì nữa? Thôi, tôi không thể nghe được, anh nói quá thể lắm, tôi không thể chịu được. Nào, bây giờ anh định thế nào? Có thế nào nữa? Mẹ đã thách thì đi chiều nhá. Về quản cái nhà ba gian với một sào đất, tôi bắn thúng con tháo đi, tôi sang đi tôi ở với bà nhá. 50 mâm chứ 100 mâm tôi cũng chơi nhá. Máu cho đấy nhá, máu lắm cho đấy nhá. Này, thế anh bán nhà, anh bán đất, anh bán hết như thế đi rồi, thì vợ chồng anh cưới nhau xong thì sống thế nào nào? Còn thế nào nữa? Làm cái đàn cò thì cô ấy cầm cái nón, cái bị thì đi du lịch thì ba lô khắp 4 phương 8 hướng thì miệng tưng bừng hát. Con lạy ông đi qua, con lạy bà đi lại, bán miếng trầu nhà bà ngông ngút thuốc lá phì hơi, xùm giúp đỡ cho vợ chồng tôi chú cơm thừa kinh cặn để sống cho trọn cuộc đời. Ôi rồi, được chưa? Được chưa? Anh ơi, sướng chưa? Thế là như thế nào hả anh? Còn thế nào nữa? Có nghĩa là vợ chồng tôi anh chúng tuyệt vời mà tay bị tay gậy khắp nơi tung hoành. Nghĩa là đi ăn xin ăn mày để cho bà sướng nhá. Mà sướng vì có một thằng con rể giàu sang phú quý nhá. Được rồi, tôi về cho bán hết nhá. Bán nhẵn như chùi, như bán trơn như đít bột nhá. Bán hết như chẵn như đít bột nhá. Này, thì anh định làm thật à? Thế là không à? Thằng này đã nổi liên thì rời cũng bé nhỏ nhá. Thì nhiều nó bốc lửa thì dân khổ này này nhá, giải rút cũng trời nhá. Rồi. Tôi hiểu lòng anh rồi. Tôi chỉ thử anh thế thôi chứ. Tình yêu mà đi thử. Tình yêu thiếu liệu không thử thách cái đồ nhá. Ôi giời ơi, tôi thử anh thôi. Chứ tôi thấy cưới như vậy thì chẳng hóa ra là tôi bán con gái tôi hả anh? Thì khối người bán ấy. Khối người con gái mình hơ hớ nha. Bán cho một lão Tây già khổ nhá. Khối bà con gái mới đẹp như hoa hậu. Lấy một thằng giàu mặt nhăn như quả táo tàu không biết à. Ôi giời, người ta thế nhưng mà tôi không thế. Tôi chỉ thử anh một tí thôi chứ. Này, anh xem bây giờ nhà nước đang vận động phong trào cưới xin tiết kiệm có văn hóa. Thế mà bày vẽ ra, người ta chả cười cho mất mặt đấy à. Rồi tiêu pha tốn kém,
để vợ chồng anh phải kéo cầy giả nợ, vác bị vác nón, điên xin như lúc nãy anh tả ấy. Ôi trời ơi, trả tổ xấu mặt với thiên hạ. Thôi, thôi, thôi. Thế là được rồi, tốt. Ừ, tôi cho anh đơn giản thôi. Thật à? Đơn giản, miễn là hai vợ chồng anh sống hạnh phúc là tôi mừng rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời, chị merci mẹ, con thank you mẹ. Ôi trời, thank you này, mẹ. Này, anh làm cái gì thế? Dạ con sướng sung sướng quá, con không nhẫn được cảm xúc ạ. Thôi được rồi, này, tôi bảo này, về đi nhá. Về mà sửa soạn đi. Vâng. Thế nhưng mà phải nhớ lấy cái câu này cho tôi nhá. Vâng, câu nào nữa? Vâng. Anh nghe này. Ngày vui tiết kiệm đừng tiêu hoang. Gia đình sung sướng vui thuận hòa. Con hứa với mẹ của con, chúng con xin hứa với mẹ, đôi lứa đã thuộc về nhau, cưới xin sẽ không hoàng toàn. Duyên mới đã thuộc về nhau, chớ nên đẻ con son son. Ngày vui tiết kiệm đừng tiêu hoang. Gia đình sung sướng vui thân hoa. Con hứa với mẹ của con, chúng con xin hứa với mẹ, đôi lứa đã thuộc về nhau, cưới xin sẽ không hoàng toàn. Duyên mới đã thuộc về nhau, chớ nên đẻ con son son. Ngày vui tiết kiệm đừng tiêu hoang. Ngày vui tiết kiệm đừng tiêu hoang. Ngày vui tiết kiệm.